Trong những ngày gần đây, nhiều trung tâm đăng kiểm bị dừng hoạt động đã dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Vì vậy, đến lượt được đăng kiểm đang được coi là mong ước và niềm vui sướng của nhiều bác tài. Tuy nhiên, không nhiều bác tài để ý, đặc biệt là các lái mới liên quan đến vấn đề đăng kiểm, làm cho xế cưng của mình bị từ chối đăng kiểm, phải xếp hàng lại từ đầu. Vậy các bác tài và chủ xe cần lưu ý những điều gì để việc đăng kiểm xe được thực hiện suôn sẻ, nhanh chóng, không phải mất thời gian đi đăng kiểm lại? Xin mời xem tiếp câu trả lời trong video ngày hôm nay. Bản chất của việc đăng kiểm là kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy định, như là kiểm tra toàn bộ máy móc bên trong và bên ngoài xe. Mục đích cuối cùng là để đảm bảo an toàn cho tài xế và an toàn giao thông nói chung. Do đó, lưu ý đầu tiên mà các bác tài cần quan tâm là xe ô tô của mình dự định đi đăng kiểm đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn theo quy định hay chưa. Trong lưu ý này, công ty luật đã có video tổng hợp 6 lỗi vẫn được đăng kiểm mà không bắt buộc về zin. Đường link được để trong phần mô tả bên dưới. Thứ hai, cần biết rõ trung tâm đăng kiểm nào còn hoạt động. Bác tài có thể quét mã QR code trên màn hình hoặc click vào đường link để trong phần mô tả để xem danh sách các trung tâm đăng kiểm đã bị dừng hoạt động. Việc kiểm tra này giúp cho các bác tài chủ động sắp xếp thời gian để đăng kiểm, tránh đi đến trung tâm đã dừng hoạt động rồi phải vòng về tìm chỗ khác. Lưu ý thứ ba, đó là chủ xe nên chủ động nộp phạt nguội trước khi đi đăng kiểm. Công ty luật đưa ra lưu ý này vì theo quy định, nếu xe bị phạt nguội mà chủ xe không nộp phạt trong thời gian 20 ngày tính từ ngày công an gửi thông báo, thì thông tin xe ô tô sẽ bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm. Khi rơi vào trường hợp này, chủ xe vẫn được đăng kiểm, nhưng đăng kiểm chỉ có giá trị trong vòng 15 ngày. Trong thời gian đó, chủ xe phải đi nộp phạt. Sau đó, cơ quan công an sẽ gỡ bỏ cảnh báo vi phạm trên phần mềm đăng kiểm. Lúc đó, chủ xe đi đăng kiểm lại sẽ tính lại thời hạn như bình thường. Các chủ xe có thể tự kiểm tra xem có dính phạt nguội hay không thông qua đường link công ty luật để ở phần mô tả bên dưới hoặc scan QR code trên màn hình. Lưu ý thứ tư là nên kiểm tra bảo dưỡng xe trước khi đi đăng kiểm. Nhiều bác tài đến hạn đăng kiểm là cứ đưa xe đi đăng kiểm mà không hề kiểm tra xe trước. Kiểm định xong nhận được kết quả là không đạt, sau đó mới đem xe đi sửa chữa thì rất mất thời gian và tốn kém nhiều chi phí. Thứ năm, kiểm tra thời hạn giấy vay thế chấp nếu đang dùng ô tô thế chấp ngân hàng. Theo quy định, xe thế chấp ngân hàng nếu muốn được đăng kiểm thì phải có giấy biên nhận thế chấp còn hiệu lực. Giấy biên nhận thế chấp xe được xem là giấy tờ xe, nếu khi hết hiệu lực thì bác tài sẽ không được đăng kiểm xe. Ngoài ra, giấy biên nhận thế chấp hết hiệu lực thì bác tài sẽ bị xử phạt với lỗi không có giấy đăng ký xe. Và lưu ý cuối cùng, bác tài phải mang đầy đủ giấy tờ xe. Nếu đi đăng kiểm lần đầu thì cần xuất trình các loại giấy tờ gồm giấy tờ về đăng ký xe, cụ thể là bản chính giấy đăng ký xe hoặc giấy biên nhận thế chấp xe tại ngân hàng hoặc giấy hẹn cấp giấy đăng ký, bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trừ xe cơ giới thanh lý, bản chính giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo nếu là xe cải tạo. Nếu bác tài đi đăng kiểm định kỳ thì ngoài các giấy tờ cần cung cấp như đăng kiểm lần đầu thì cần chuẩn bị thêm các giấy tờ gồm có thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang web quản lý camera hành trình đối với xe cơ giới thuộc trường hợp bắt buộc phải lắp ráp camera hành trình. Đối với các xe kinh doanh vận tải, xe gắn biển số vàng thì cần khai báo việc kinh doanh vận tải vào phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu. Đường link tải mẫu được để ở phần mô tả. Như vậy, vừa rồi là 6 lưu ý trước khi đi đăng kiểm mà công ty luật muốn chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, chủ xe đang có xe ô tô đến hạn đăng kiểm. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy video hữu ích, anh chị và các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.